Ê, anh là con của dì Hai phải không? Sao nhìn anh thân với anh Thành quá vậy? Chưa quýnh lộn, chưa thành chị em. Ủa? Hình như mạng hơi lắc ha. Cẩn cẩn cẩn. Chưa quýnh lộn, chưa thành huynh đệ. Mày ảnh tao ra ngoài đi. Cậu ơi, cậu ơi, dán đi. Vậy cái gì mà la dữ vậy? Dụ gì? Im coi. Tối rồi làm gì ưng thầm rồi thiệt. Dụ gì? Ngay bây giờ luôn hả? Gấp vậy luôn hả? Nè, vậy anh làm gì làm đi. Nhưng mà nhẹ nhàng thôi nha, tại vì lần đầu của em á. Trời đất ơi, tưởng gì tầm thường. Em có làm được không mà chê? Mấy này dễ ẹt, đồ ăn em mà nấu á hả? Trời ơi, anh ăn một lần anh nhớ cả đời. À, cậu em quá không à. Không có gì đâu, mọi người ăn đi, mọi người ăn đây đây nè. Ngoại ăn đi, ngoại đây con ăn thử cho ngoại coi. Anh Thành đứng lại. Anh Thành ơi, con bị dễ chảy mà đi đâu vậy? Ngoại, tôi ngoại để hai người đi với nhau vậy. Bạn gái con á, không chỉ cười dễ thương đâu, mà làm gì cũng dễ thương nữa. Ê, khum xuống đây nó nghe nè. Cái gì? Khum xuống đây. Xuống xíu nữa đi. Mệt thì ghê luôn á. Cái gì?